Khi yêu đúng thật là toàn màu hồng, nhưng mà lúc cưới nhau về nếu như muốn cuộc sống hôn nhân suôn sẻ hạnh phúc thì các cặp đôi đều phải tính toán đủ mọi thứ, từ chuyện đối nội, đối ngoại cho tới cả vấn đề tiền bạc. Chính vì vấn đề này mà nhiều cặp đôi lúc yêu nhau thề non hẹn biển, nhưng mà đến lúc cưới nhau về hay là chuẩn bị cưới thì đều không thể nào vượt qua nổi, cho nên đành phải đường ai nấy bước. Mới đây, một cô gái đã ăn không ngon, ngủ không yên vì sự chênh lệch giữa mức lương và sự nghiệp của cả hai quá lớn, đành phải đăng đàn để hỏi ý kiến cư dân mạng liệu rằng có nên cưới. Trên mạng xã hội đang chia sẻ chóng mặt câu chuyện về cô gái bị stress trước khi cưới vì vấn đề chênh lệch tiền bạc giữa bản thân và bạn trai. Trong khi cô cố gắng từng ngày, từng giờ để thăng tiến trong sự nghiệp, đạt được mức lương bao người mơ ước là 30 triệu đồng mỗi tháng, thì chàng trai này chỉ dừng ở mức 5 triệu đồng. Nếu chỉ vì lương thấp thì cô nàng đã không lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy. Điều cốt lõi đó chính là người yêu mình sẽ chỉ có thể như vậy. Anh ý chăm chỉ nhưng năng lực không có, chí tiến thủ càng không. Cặp đôi này đã có 2 năm mặn nồng bên nhau. Suốt thời gian dài đó, thay vì được bạn trai chiều chuộng bao bọc thì cô gái phải chăm lo và đồng hành cùng anh chàng này trong những thời điểm khó khăn nhất. Thậm chí ngay cả chiếc xe máy 40 triệu đồng mà chàng trai này đang đi cũng là số tiền mà cô bỏ ra. Khi yêu sâu đậm là thế, nhưng đến lúc cưới nhau về sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện phải lo, từ nhà cửa đến con cái, việc này khiến cho cô bị stress. Chính vì vậy, trong khi gia đình sốt ruột sục cưới thì cô lại phân vân và lo lắng liệu rằng có nên bước chân vào cuộc hôn nhân biết trước là đầy trắc trở này không? Cô đã từng đến chuyện chia tay nhưng không nỡ vì lỡ thương mất rồi, còn bày tỏ với gia đình cũng chẳng dám bởi sợ mẹ lo. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra từ cộng đồng mạng nhằm quân sư cho cô gái có hướng đi tốt nhất. Một số ý kiến cho rằng việc chênh lệch tiền lương, chi tiến thủ quá lớn như thế này khi cưới nhau về rất dễ xảy ra bất hòa, bởi lẽ con gái còn phải đảm nhận thiên chức làm mẹ. Nếu vừa phải sinh con, vừa nai lưng làm việc gồng gánh kinh tế gia đình thì rất mệt mỏi. Chưa kể đến việc nếu chẳng may anh người yêu có tính sĩ diện thì sau này hai vợ chồng rất dễ cơm không lành, canh không ngọt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại chỉ ra, bây giờ xã hội ngày càng hiện đại, nếu con gái ra ngoài kiếm tiền gánh vác kinh tế thì đàn ông sẽ ở nhà chăm sóc gia đình để cân bằng cuộc sống vợ chồng. Họ cho rằng điều quan trọng là hai bạn biết quan tâm và thấu hiểu cho nhau thì dù có việc gì cũng sẽ đồng lòng tìm được cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Cư dân mạng cũng chỉ ra, việc tìm được người đàn ông đồng điệu với mình cả về trái tim lẫn tâm hồn không phải dễ. Chính vì vậy, hãy biết trân trọng, nếu không sau này sẽ hối hận. Hiện tại câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của rất đông cư dân mạng. Tuy nhiên, cho dù thế nào thì cô gái cũng phải cân nhắc thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Bởi lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện như thế nào và những lời khuyên của dân mạng cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Chung sống đã lâu mà lại không nảy sinh tình cảm, một cặp gấu trúc ở Hồng Kông cuối cùng cũng đã chịu giao phối sau một thập kỷ trốn tránh trách nhiệm khiến cho cả sở thú phải vỡ òa hạnh phúc. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sở thú phải đóng cửa nên cặp gấu trúc này đã bớt ngại ngùng hơn chăng? Cặp đôi gấu trúc 14 tuổi Ying Ying và Le Le là những thành viên lâu năm của sở thú công viên Ocean ở Hồng Kông. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 4 vừa rồi, sau 10 năm chờ đợi, sở thú đã thông báo rằng cặp đôi này cuối cùng cũng đã chịu thực hiện giao phối. Sự việc này thực sự khiến chúng tôi phấn khởi vì cơ hội để thụ thai từ giao phối tự nhiên sẽ cao hơn nhiều so với phương pháp nhân tạo, Michael Booth, giám đốc sở thú nói trong thông cáo báo chí, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về cuộc sống lứa đôi của cặp gấu trúc nổi tiếng này. Suốt 10 năm qua, các nhân viên tại công viên đại dương Hồng Kông đã cố gắng hết sức để dụ cặp gấu trúc Ying Ying và Le Le giao phối tự nhiên, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Cuối tháng 1 năm 2020, công viên đại dương buộc phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Kể từ đó, các nhân viên nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của cặp đôi Ying Ying và Le Le. Từ cuối tháng 3 năm 2020, cô gấu Ying Ying bắt đầu dành nhiều thời gian chơi dưới nước, trong khi Le Le tìm mọi cách để đánh dấu mùi hương quanh môi trường sống và thường xuyên tìm kiếm mùi hương của Ying Ying. Sau màn dạo đầu chậm rãi, vào sáng thứ Hai ngày 6 tháng 4 vừa rồi, Ying Ying và Le Le cuối cùng đã giao phối tự nhiên thành công. Vẫn còn quá sớm để nói rằng một bé gấu trúc sắp được sinh ra. Hiện những thay đổi về ngoại hình và hành vi của Ying Ying đang được theo dõi. Nếu việc này thành công, chậm nhất là đến cuối tháng 6, dấu hiệu của mang thai sẽ xuất hiện. Việc đó bao gồm sự thay đổi hormone và cả hành vi. Tuy nhiên, vẫn luôn xuất hiện khả năng Ying Ying có thể sẽ gặp triệu chứng mang thai giả.
Bất luận là như thế nào, nhưng đây cũng là một tin cực kỳ quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loại động vật hoang dã và quý hiếm này. Đại diện của sở thú cũng cho biết thêm, hy vọng trong năm nay sẽ được thông báo tin mang thai của cặp đôi gấu trúc này đến cho mọi người.